Xin chào toàn thể anh em. Thì hôm nay mình đang ở giữa thành phố Cao Bằng. Thì chợt đi qua thì thấy có một quán rất là đẹp và mới mở, hiện tại được mấy tháng thôi mà không biết là các anh em đã đến đây hay chưa, nhưng mà mình hôm nay tình cờ đến thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh em mà các bạn bè của Lý mà chưa biết đến cái một nhà hàng, một nhà quán mới mở, thì anh em hãy đến tham khảo và trải nghiệm để biết nha các bạn nhé. Thì đây cái quán này các bạn này, đó đây là Phú Nhật, đây có địa chỉ rõ ràng đây. Đây mình sẽ quay gần hơn một chút nữa để cho mọi người thấy cái địa chỉ. Đây ạ, địa chỉ đường 3. Đấy, mọi người xem thì mọi người cũng biết nhá. Thì bây giờ mình sẽ đưa tất cả mọi người vào trong bên trong quán, bên trong phố này để trải nghiệm một chút về cái hình thức bố trí và những cái khâu bày đặt của phố Nhật này như thế nào, để cho mọi người cũng biết. Thì ở mô phỏng trong quán này thì tất cả đều là hình thức như ở bên Nhật Bản nhá các bạn nhá. Thì đây, thì trước tiên vào đến bên trong thì mình đã thấy một cái khu quang cảnh rất là trang nghiêm. Đó, mình sẽ quay một lượt qua để chia sẻ cho tất cả mọi người. Đấy thì mọi người nhìn thấy bài trí rất là đẹp, khác lạ. Ở bên Việt Nam của mình thì hầu như là sẽ chưa có một cái quán nào bài trí nhiều những cái phong tục tập quán của bên Nhật. Đấy anh em hiểu ạ. Đó, thì đây, trước tiên ở khu vực này thì mọi người nhìn này, có một vị đầu bếp của bên Nhật cầm dao dựa rất là trang nghiêm nhá. Đó, một quang cảnh cổng cực kỳ tuyệt đẹp. Nhưng mà chữ kia, chữ bên Nhật thì mình cũng không biết là chữ này là chữ gì, nhưng mà mình sẽ đưa các bạn đến từng quang cảnh một để chia sẻ trải nghiệm của mình. Thì mình thấy cách bố trí bàn thì ngồi cũng rất là trang nghiêm này, có đầy đủ rất là nhiều bàn để cho các cái du khách vào được thưởng thức những nét đặc sắc ở trong quán và các món ăn, đặc biệt là các hương vị nước uống. Thì vừa rồi nãy mình cũng vừa gọi xong rồi, nhưng mà mình cũng tranh thủ làm sao chia sẻ được cho mọi người những cái thước phim đẹp mà mình đi và trải nghiệm. Đó đây, thì ở không gian giữa thì được dán lên những cái bức tường là có những cái cánh quạt này. Đấy, đây, quạt giấy này. Và khu vực này là đều là những cái hình ảnh, những chai rượu, chai nước để chia sẻ khi có khách vào. Đây là có một người phụ nữ Nhật Bản mặc áo của bên Nhật đấy. Thì mình cũng không rõ lắm, cái này là áo này là coi như áo cổ truyền đấy. Đấy, và cái ô rất là đẹp nhá. Đấy, còn khu mảng ở khu vực bên trên kia thì còn một tầng 2 nữa, tí mình sẽ đưa các bạn lên trên để chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về một cái không gian trong quán này. Thì đây các bạn nhìn này, ở đây có một hình ảnh là một người phụ nữ của Nhật. Đây nhìn rất là đẹp nhá, mình quay ra phía xa xa một chút nữa để chia sẻ cho mọi người được kỹ càng hơn. Đó, thì anh em nào mà chưa đến phố Nhật này thì mọi người hãy đến dù chỉ là một lần để thưởng thức những cái hương vị trà và hương vị nước uống, đặc biệt là những cái món ăn của Nhật xem là như thế nào, để mình trải nghiệm. Đây thì khu vực bên trong kia là khu vực bếp. Đấy, khu vực bếp thì mình sẽ không tiện vào, nhưng mình chỉ quay qua một chút để cho mọi người cùng xem thôi. Thì bây giờ tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2
Đấy, thì khu vực ở bên dưới này thì có những nàng Mari Canh để chào đón các vị và các anh em lên trên tầng 2. Đây, ở trên này thì rất là nhiều các du khách đến với quán. Thì khi bước lên những cái bậc thang này thì mình sẽ quay xuống một chút ở phía bên dưới để cho mọi người cùng xem. Đây thì ở gần khu bức tường này thì có những cái hình ảnh của những cái hình ảnh hoạt hình được vẽ rất là đẹp. Đây, mình sẽ quay qua một vòng hình thức quán này mọi người này. Đấy, khu vực này là có một cành đào này, một cây đào nhé. Hình thức bên trong đều là không gian bài trí trang trí của giống như bên Nhật luôn. Khi lên tầng 2 mình sẽ quay xuống ở phía bên dưới để cho mọi người nhìn kỹ hơn cái khu không gian của phố Nhật như thế nào. Đây thì mọi người nhìn đây. Đấy. Thì nếu mà để ngồi với một quán bình dân thì anh em mình ngồi rất là nhiều rồi. Còn khi anh em mình vào phố Nhật này thì quang cảnh nó rất là khác lạ. Thì khi anh em mình ngồi uống nước hoặc là đưa bạn tình, đưa người yêu hoặc gia đình mình đến một nơi khác lạ một chút như thế này thì cảm giác nó sẽ trang nhã và yên tĩnh hơn và sang trọng hơn nhé. Đây, tất cả các hình ảnh bài trí ở trên tường đều là những cái hình ảnh người nổi tiếng và những cái ca sĩ và các diễn viên của bên Nhật Bản. Đó. Đây, mình sẽ đưa các bạn đến khu vực tranh ảnh này. Khu vực tranh ảnh này thì thực ra là mình cũng không biết là nó có một ý nghĩa gì đối với quán, nhưng mình thấy mọi ở quán bài trí rất là nhiều những cái tranh ảnh cổ xưa. Những ảnh cổ xưa của bên Nhật đấy. Đây. Đây có rất là nhiều các cái du khách đến đây, nhưng mà hôm nay thì vào trong vòng buổi sáng thì cũng chưa đến giờ nghỉ của các công ty với lại là của các xưởng, thì hiện tại bây giờ cũng chỉ có một cơ số các anh em đến với phố thôi. Đây thì hiện tại là nhân viên của phố đã đưa hai cốc nước mà vừa nãy mình vừa mới gọi lên đây để mình thưởng thức và trải nghiệm cho mọi người xem là khi đến với phố thì trong phố nước của phố uống như thế nào và hương vị ra sao thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Thì khi các anh em nhìn đấy, chung quy qua đây là có hai cốc nước này, thì được bài trí có những cánh nón của bên Nhật này, hình thức làm Ichidoku. Đây, cái này là ô nhầm nha mọi người nhá. Đây là cái ô này. Đây là cái ô đấy, để làm sao tô thêm những cái vẻ đẹp của cái cốc nước cho sang trọng hơn. Đó, thì mỗi một cốc là có một cái hình thức ô khác nhau. Đấy, ở phía bên dưới này nó là cục gốc xả này mọi người này. Đấy, rất là lạ đúng không ạ. Thì ở bên trong này có một miếng cam này. Đấy, có một miếng cam. Tiếp đến là đá thôi, dưới là đá. Còn ở khu vực phía bên dưới này, cái hình thức màu vàng này thì mình cũng chưa rõ cái này nó là cái gì này. Đấy, em gọi nó là cái gì đây? À, cái gì? Chè đào cam xạ. Trà đào à? Cái này là trà đào cam xạ nhá. Đấy, nó có đây, có cả xạ này. Đó. Đây, mình sẽ thử một miếng xem là tình hình nó như thế nào. Thực sự rất là ngon các bạn ạ. Thực sự rất là ngon luôn.
cảm giác có xả, hương vị xả vào nó rất là thơm này, mùi hương vị nó hơi cay cay, rồi là nó có bạc hà đấy, xả vào nó hơi cay, nó thông mũi này, mát họng, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ạ. Thì các bạn có dịp thì hãy ghé thăm đến phố nhé để thưởng thức. Còn có rất là nhiều các cái hương vị nước, nhưng hôm nay mình sẽ chỉ thưởng thức hương vị về trà đào cam xả thôi. Là nó có 3 vị, vị cam này, vị đào này và vị xả này. Đó. Thì hiện tại mình cũng đã quay rất là kỹ càng ở khu vực phố rồi. Thì các anh em xem video mà thấy hay và hữu ích thì tất cả các anh em hãy đăng ký và nhấn chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của Lý Tới Đây. Lý sẽ ra mắt toàn thể các anh em để làm sao đưa được các anh em những cái video và những cái thước phim đẹp nhất để cho mọi người cùng xem và tham khảo, để có những không gian đẹp để mọi người đến cùng tham gia thưởng thức, rồi là ngắm trà nghe nhạc nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em.